Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu trên máy Elite 580. Thì để chạy công thức máu, trước tiên ta cần có chỉ định của bác sĩ. Trên đây là một trường hợp xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết. Thứ hai là ống máu. Máu được lấy vào ống ESTA có chất chống đông. Sau khi lấy thì lắc nhẹ nhàng để tránh tán huyết và đông máu. Tiếp theo thì mình sẽ dán mã code lên ống máu và giấy chỉ định. Sau đó là sẽ quét mã code lên hệ thống, đối chiếu thông tin trên chỉ định và hệ thống. Nếu khớp với nhau thì ta sẽ tiến hành chạy mẫu. Theo để đảm bảo tính chính xác của kết quả, máy phải được chạy nội kiểm và ngoại kiểm. Với ngoại kiểm, ta sẽ chạy mỗi tháng một lần trên mẫu do đơn vị ngoại kiểm cung cấp và gửi kết quả cho họ phân tích dựa trên cái dòng máy của mình. Với nội kiểm hay còn gọi là QC thì sẽ được chạy vào mỗi buổi sáng trước khi mình bắt đầu một ngày làm việc bằng bộ mẫu chuẩn, ngay sau khi mà khởi động và rửa máy thường quy. Trên đây là kết quả QC mà chúng tôi vừa mới thực hiện. Mọi người có thể thấy là các giá trị đều nằm trong giới hạn của QC và đồ thị thì nằm trong giới hạn 2SD. Điều này có nghĩa là máy và hóa chất đều được đảm bảo yêu cầu. Chúng ta có thể tiến hành trên mẫu bệnh nhân. Để chạy mẫu, đầu tiên chúng ta nhập số thứ tự của mẫu và nhấn nút OK. Sau đó quét mã code trên ống. Lắc nhẹ nhàng ống máu từ 5 đến 10 lần để trộn đều tế bào. Mở nắp, cho ống máu vào vị trí kim hút, sao cho mũi kim hút nằm khoảng 1/2 của thể tích máu và giữa lòng ống máu, rồi nhấn nút hút mẫu. Sau khi hút đủ thể tích, máy sẽ báo dừng bằng tiếng beep. Lấy ống máu ra và đợi kết quả. Máy sẽ tự động đẩy kết quả lên trên hệ thống sau khi phân tích xong. Ta chỉ cần nhấn nút print để in kết quả. Nếu kết quả bất thường, ta tiến hành chạy lại 1 đến 2 lần. Vẫn còn bất thường thì báo bác sĩ để tiến hành lấy lại mẫu. Như chẩn đoán lâm sàng thì đây là trường hợp theo dõi sốt xuất huyết. Nên ta sẽ cần chú trọng 3 thông số là bạch cầu, HCT và tiểu cầu. Bạch cầu và tiểu cầu có thể giảm, HCT có thể tăng tùy vào từng giai đoạn tiến triển của bệnh. Chỉ số hồng cầu, bạch cầu bình thường nhưng tiểu cầu giảm mạnh. Kết quả trên phù hợp với lâm sàng nên mình sẽ trả kết quả cho bác sĩ để sớm can thiệp điều trị. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.